Và xin chào bạn Bin nha. Các bạn ơi, nay bạn Bin có nguyên một cái xe đẩy bự khổng lồ luôn nè. Đây, đây có gì trong đây vậy ta? Ơi, có một củ cà rốt nè. Rồi, cái này là cải nha. Này là trái thơm nè, hai trái thơm luôn. Rồi một cái bí. Và một chiếc xu nữa nè. Rồi bây giờ bạn Bin sẽ lấy xe đẩy này mình đi mua trái cây nha các bạn. Rồi đi theo bạn Bin ơi. Rồi qua đây mình mua trái cây nha. Rồi bạn Bin mua thanh long nha các bạn. Rồi lấy trái thanh long bỏ lên căn trí nha. Rồi nhiêu tiền con, hỏi nhiêu tiền đi. Nè tiền nè, tiền nè, trả tiền. Trả tiền, móc tiền ra trả đi. Rồi trả tiền nha. Rồi đi thôi. Rồi đi qua đây mua rau nè con. Đi nha. Rồi các bạn ơi, bạn Bin bây giờ bạn Bin đi qua hàng thì mình đi mua rau nha. Rồi mua gì lấy đi Bin, mua gì con? Nãy bạn Bin mua được trái thanh long rồi các bạn. Rồi vô lựa đi con, vô lựa đồ đi. Bin con mua gì? Mua trái nào đâu? Rồi lấy đi, lấy đi, kêu cô căn ký đi. Mua hai trái ớt kìa Bin. Kìa ớt, kìa trái ớt bự kìa. Rồi kêu cô căng đi, kêu cô căng rồi tính tiền. Đây đưa tiền. Rồi, rồi trả tiền đi con. Rồi bỏ vô vỏ. Giờ mình đi mua trái cây nha. Đâu mua gì đâu, mua gì vậy? À mua kẹo hả, mua đậu phộng hả? Rồi lấy hũ đậu phộng đi con, lấy hũ đậu phộng bỏ vô. Rồi trả tiền đi, trả tiền cho cô đi. Nhiêu tiền, hỏi nhiêu tiền? Rồi rất tiền rồi. Rồi rớt, rớt cái bánh xe rồi. Trời ơi, gắn bánh xe vô. À con mua trái đó hả? Rồi bỏ vô căn ký đi con. Kìa lấy trái dưa hấu kìa, trái dưa hấu. Trái dưa hấu nữa con, mua trái dưa hấu đi. Nặng quá hả? Trời ơi, lửa trái bự dữ hả? Rồi tính tiền đi con, hỏi nhiêu tiền? Rồi lấy tiền thối rồi con ơi. Rồi rớt tiền, rớt tiền. Ôi. Rồi mua gì nữa không? Rồi đi mua gì nữa không? Rồi mua gì con? Kìa kìa kìa, là lại tính tiền đi con, bỏ vô căn tính tiền kìa. Nặng quá hả? Rồi lại căn ký đi. Rồi tính tiền trả tiền đi con. Rồi bỏ vô, bỏ vô. Ấy trời ơi rớt.
Rồi bỏ bịch rau vô, bỏ bịch rau đem về, về nấu canh con. Rồi đẩy xe về nhà nghe. Rồi bỏ vô. Rồi đẩy xe về nhà, đẩy xe về nhà. Dính rồi hả? Ê, họ bự quá. Rồi, đẩy xe về nhà thôi. Mày bỏ vô luôn. Rồi đi về nhà. Đẩy nổi không? Rồi đi về nhà thôi, đi. Các bạn ơi, bạn Pin mua đồ gì xong nghe, rồi bây giờ mình gỡ ra nghe bạn Pin ơi, mình gỡ ra coi có gì ta. Rồi đem vô nhà nghe. Rồi gỡ ra con. Rồi rinh cái dưa vô, một cái dưa nghe. Ồ là nặng dữ rồi. Chút đầu luôn rồi hả? Rồi xin phụ bạn Pin ở trái dưa nặng. Ủa trái dưa nặng dữ hả? Ồ trái dưa nặng quá. Rồi đây một trái dưa hấu nè. Ê mua với được gì nữa ta? Một hũ đậu phộng. À, một cái bí nè, một cái anh long nữa các bạn ơi. Đây rau nữa nha. Rồi thêm mấy rau củ quả đồ chơi nữa nè. Rồi chip ra luôn. Rồi thêm một cái cà chua nữa. Đây các bạn ơi, bạn Pin đi chợ mua được một cái dưa hấu nha. Một hũ đậu phộng. Rồi bỏ ra ăn thử là ngon mà. Rồi cứ á. Ôi hay dữ rồi ta. Cứ được luôn hả? Cho bác hành miếng đi. Rồi cho con hộp luôn á trời. Ngon bạn Nguyên, ngon không? Ngon quá hả? Rồi một trái bí này các bạn, hồi mình nấu canh nha. Một trái thanh long. Rồi thêm bịch rau nữa. Đây một cái ớt. Đây hả? Đây một cái ớt nè các bạn ơi. Đây thêm một cái cà nữa. À dạ. Rồi các bạn ơi, giờ bạn Pin sẽ xẻ cái dưa hấu lên nha. Xẻ ra ăn luôn nha. Có ăn không? Ê các bạn ơi, mình xắt cái dưa hấu cho bạn Pin ăn thử nha. Ngon bạn Pin, ngọt không? Đây có thành miếng ơi, ngon quá, thèm quá. Tại trái dưa hấu đỏ quá trời luôn rồi các bạn ơi. Ngọt thiệt chứ. Ăn đua không? Ăn đua không? Ăn luôn nha. Bá hành hết rồi nè. Hết rồi nè bạn Nguyên ơi. Đây bá hành thắng rồi nha. Number one. Các bạn như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Con chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Lấy xe này.